có cá chùa kiến thì phải có cá sấu, có cá sấu thì phải có rái cá, phóng sanh phải đúng cách để tránh tạo nghiệp bất thiện. Anh chị đừng có thả cá chùa kiến ra thiên nhiên nữa nha, bởi vì loài này chỉ có cá sấu ăn thịt thôi. Nếu mà thả ra hoài là hủy hoại môi trường sinh thái ở Việt Nam á nha anh chị ơi. Con có cổ phần của nó là khoảng 120.000 đô. Lầu căn nhà 0110. Trời số đẹp dữ ha. 100 ha. Hôm nay thang máy lên cao để coi gió thổi vô sao. Nếu ở đây thì cái view cũng được. Cái view ở đây giường, tủ, toilet vậy trời. Hai toilet luôn không? Chị nó còn có view nào khác nữa không? Nó chỉ có một view đây thôi hả? Okay. Bây giờ mình coi tiếp căn nhà 0307. Nội thất. Nhà này có 2 phòng ngủ, phòng bếp. Phòng bếp này thiết kế rất là tốt. Có cửa riêng cho phòng bếp, có thể nấu hải sản không bốc mùi ra đây. Nhà tắm. Phòng ngủ 2 giống chỗ tập luyện yoga quá ha. Rồi xong. View của tòa nhà này sẽ nhìn đi đâu đây mọi người? Trời, nhìn ra cái sân ngoài này không có gì hết, nắng mấy tôn không? Ô, ai có khả năng phơi cái quần trên cây cao dữ vậy? Nó chiếc Superman. Phơi quần trên cây kìa. Này bạn nào muốn mướn thì liên hệ chị này nha. Phòng này mình coi rồi mình mới suy nghĩ lại. Nội thất không gian là như vậy. Phòng này thì thiết kế vô cái phòng khách rất là rộng. Giờ mình đi coi tiếp căn nhà ở tầng 20. Là tầng gần kế cuối. 2012A. Nhà hướng này luôn. Không gian ấm cúng nha. Vậy hả? Chờ tôi thôi. Ok, không muốn ra. Này hướng nhìn ở đâu ta? Nguyên nhân qua đây mướn nhà là do cái hồ bơi ở đây. Đó, cái hồ bơi này. Vì cái hồ bơi này phải đi mướn nhà để thể bơi tập luyện nhiều hơn. Để chuẩn bị thi đấu kỷ lục Guinness thế giới. Phải một ngày bơi 6 tiếng thì mới đạt đến cái vận tốc mà bơi hàng ngày của Tiêu Anh. Nằm xuống coi cảm giác thoải mái đến cỡ nào. Chưa nắng không biết đây ngủ ngon không, nếu mà không mở máy lạnh. Ở đây thì thoáng đó. Tầng 20. Hồ bơi đẹp quá ha. Ok, tiếp tục coi căn hộ mình thích. Này 10 triệu chốt đúng không? Nhà cái góc nhà này á, nó chia ra đẹp. Góc nhà chia tương đối. Hướng view bờ sông nha. Wow. Chẳng lẽ căn nhà mơ ước của tôi là đây? Gì? Cảm giác như là kẻ ta 10 năm rất nhiều đồ ai luôn là đúng. Nhìn ra bờ sông đẹp mà. Thiên nhiên. Hướng này thì cũng được. Hướng này thì không có nhìn vô hồ bơi được thôi. Hướng hồ bơi đâu ta? Nhà này thì xây cái góc bố cục đẹp.
ngủ đây sáng dậy sớm mà hai cửa sổ luôn. Căn nhà này nó có cái hướng gió ngay cái toilet rất là hay luôn, gió thổi ngay hướng này toilet luôn, thoáng khí sạch sẽ. Này nhà này hướng nam ha em, còn nhà này hướng gì? Cửa đông. Tây hả? Đúng rồi. Nhà này gió nhiều. Nhà này hướng gió. Nhà này bố cục cái nguyên cái phòng khách nó nhìn rộng ghê luôn á. Thấy không khí trong lành tốt. Nhà này là view bờ sông. Gió rộng. 1204 nhà này ok với mình lắm. Mà muốn coi thêm nữa để coi nào nó hợp hơn. Nhà này là cực kỳ thoáng nè, gió thổi từ bên ngoài vô, gió thổi từ bên trong ra. Không gian buốt hơi dơ nhưng mà làm sạch lại. Chủ nhà này bán căn phòng này nhiêu tiền anh mua? Không bán hả? Cho thuê hả? À, cho thuê vậy, nếu vậy cho thuê cũng được, 10 triệu một tháng rẻ mà. Trời, thấy thuyền đi phóng xanh của nhóm của mình kìa. À mấy anh chích cá, thấy mấy anh chích cá chạy ghe chạy cano kìa. Chỗ này là tôi đi phóng xanh hoài luôn. Ngay chỗ này là địa bàn của tôi rồi. Hợp lý quá, trời. Lâu quá không gặp mấy anh em. Một năm tôi sống ở rất nhiều hồ bơi. Kỳ này đã đến lần trở lại với Him Lam Riverside. Xin chào. Xin chào. Oh man, thấy chưa? Hồ bơi ngon lành rồi, canh ghê chưa? Bạn tôi khỏe không? Quý còn làm việc không? Ok, bắt tay cái coi. 1204. Check in phòng gym không? Phòng gym 430.000 một tháng, không có PT, phòng gym. Hello. Ok, phòng gym này top nhờ. Good. Đồ chơi đầy đủ. Đồ chơi đầy đủ á, có kickboxing luôn á. Good dữ vậy ta. Quá tốt luôn á. Vô này tập là thôi lên tới đỉnh luôn.